Đây màu mật ong rất là đẹp này cô bác này. Cái này thì là ông đi lấy về đấy cô bác, đi lấy trên trên rừng về. Cái này thì nếu mà để mà rót ra cái chai 1 lít kia thì chắc là cũng được là độ là hơn 1 lít thôi. Tôi xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, cháu Lực hôm nay lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Hiện tại thì có vẻ như là sắp có một trận mưa rất là lớn hay sao cô bác. Nhìn thấy là đâu đâu là cũng gió thổi những cái cây mà như kiểu là sắp gáy đấy cô bác. Thổi đến mà gọi là như kiểu đổ đổ mà sát đất luôn rồi cô bác ạ. Hay vừa rồi thì cháu Lực có từ lên từ trên nhà mới xuống thì là không quay ở nhà cả cô bác ạ. Cháu Lực xuống cái nhà cũ thì thấy là ông với lại em Hải thì đang lấy cỏ dưới này, thì cũng khá là lâu rồi cháu Lực chưa có ghi hình về cái cuộc sống hàng ngày của ba ông cháu rồi cô bác. Thì sau khi mà được các cô bác anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước là giúp đỡ cho ba ông cháu có một cái ngôi nhà ấy khang trang hơn ấy, nhưng mà ngôi nhà cũ như này thì cháu Lực vẫn và cháu Lực vẫn cùng ông là không có quyết định là dỡ cái ngôi nhà này đi cả các bác. Tại vì nếu mà dỡ cái ngôi nhà này thì không có ngôi nhà nào mà để mình làm kho cũng như là để đồ đạc nữa. Thấy có vẻ như là thấy là ông đi lấy được củi về rất là nhiều đấy. Ông hôn này lái là dê nọ. Đây dê hàng ấu ra, thùng tin đảo à. Dê hàng ấu nhá. À, thế nào xếp đây là dê này à. À. Hai, bị đây dê. Hòn nhạc đây á. À, em Hải thì đang cắt cỏ ở dưới này của bác ạ, em Hải ấy. Ô này là 24 đưa đưa ra rồi này à. Nhưng mà cái cành cây như này của bác này, mặc dù là nhìn trông rất là nhiều củi ấy, nhưng mà nếu mà để mà đi bán hay là để đun ấy thì nó cũng không có được giá mấy đâu. Đây còn này em Hải thì em ấy đang cắt cỏ ở dưới này hay sao của bác. Ồ đây à. Ồ ạ. Anh già, anh chào Hải nhá. Ôi rồi cũng lâu lắm rồi không thấy Hải rồi nhỉ. Đây đeo cho Hải cái mic này. Cháu Hải xin kính chào quý anh bà cô chú anh chị ạ. À có cả em lấy cùng à? Vâng. À cả em nhà chú đúng không? Vâng. Có một người đây đâu rồi? Nhà kia. À ở trong nhà. Vâng. Ồ cái này thì ông có vẻ bên trong là được cả su su này nhỉ. Vâng. Chỗ này thì bây giờ là chuẩn bị là có thêm một cái dàn su su rồi. Cắt sắp đủ chưa? Chưa đâu ạ. Chưa đâu à? Vâng. Ra đây. Được. Đấy. Như này thì một tí nữa cho cháu ăn luôn à? Một tí thái nữa ạ. Một tí thái luôn á? Vâng. À. Có. À, nào. Thanh niên này chuyên gia gom gom cỏ nhá, để anh chặt để anh cắt cắt cho nhá. Rồi. Anh cắt cho, đây anh giúp đỡ một tí. Đấy. Ôi ôi, cẩn thận chứ. Đâu. Cái cỏ này thì cũng có vẻ như là lâu lắm rồi nhỉ? Vâng. Ôi, đây hôm nọ đi Hải đi bắt những con này này này. Đúng rồi ạ. Hôm nọ mang đi bán đây có được không? Chưa mang đi bán đâu. Chưa mang đi bán đâu à? Vâng. Ây da, chỗ này thì có vẻ như là cái dàn có dàn su su được có bác này. Hồi nhỏ anh đi cắt cỏ này, anh đi rừng cắt này, anh cắt nhanh lắm ấy. Vâng. Sắp thành thánh cắt cỏ mất rồi. Cắt cả những cái cỏ nó non ở gốc này đúng không? Vâng. Cái này thì để ngày mai hay là để tối nay cho nó ăn? Sẽ để ngày mai. Để ngày mai à? Vâng. Nhưng mà một tí là thái để sắn luôn à? Vâng. Ồ, nhiều 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 cái quá. Ui, sâu này. Đây, to quá. Nhìn trông ghê ghê quá. Vâng. Thì nó bò vào người là ngứa lắm ấy. Vâng. Đây. Hay ở trên kia thì có hai thanh niên là nhà chú là cùng ông là xếp ra quỷ của bác. Còn em Hải là em ấy đi xuống đây để cắt cỏ.
Ơi, anh Sử đi đâu rồi? Anh Sử đi nhà trên kia rồi ạ. Hả? Anh Sử đi nhà trên kia rồi ạ. Nhà trên kia? Vâng. Làm cái gì ở trên đấy? Chà, chơi rồi ạ. À. Thế mấy hôm nay thì Hải có đi học không? Có ạ. Có à? Vâng, bây giờ được nghỉ rồi ạ. Bây giờ là được nghỉ à? Vâng. À. Được nghỉ đến bao nhiêu? Được nghỉ đến mấy ngày? Được nghỉ từ bây giờ nghỉ đến thứ năm ạ. Bây giờ nghỉ đến thứ năm á? Thứ nghỉ nhiều đấy nhở? Nghỉ đến thứ năm đi học. À. Thế nghỉ như này thì ở nhà thì có học bài không đấy? Có ạ. Vẫn học bài à? Vâng. Buổi tối đi học à, tầm mấy tiếng? Tầm 8 tiếng ạ. 8 tiếng à? Vâng. Gió ở trên này mấy hôm nay có mưa nhiều thế đấy thì nhà cũ này có bị gió thổi pro không? Có ạ, hôm qua thổi sắc pro sắc bay rồi ạ. Sắc bay á? Vâng. Thổi ở chỗ nào? Ở trên kia ạ. Trên nóc nhà à? Vâng. Ở trên kia thì có vẻ như là nhìn thấy là có một chỗ là như là nhô nhô lên rồi, không biết là có phải không? Thế là hôm qua là gió thổi là polo này sắp bay à? Vâng. Ôi có bị nứt hết cả da đấy, anh nhìn thấy ấy. Vâng. Hôm qua tầm mấy giờ? Hôm qua tầm 7 giờ đã có gió to rồi ạ. Tầm 7 giờ là mưa to à? Vâng. Thế là lúc đấy là xuống cái này là làm gì mà làm ấy biết là gió thổi polo? Hôm qua sáng nay em xuống nhà cũ này thì ông bảo ạ. Xuống nhà cũ thì ông bảo à? Vâng. À. Cắt hết chỗ này à? Vâng. Ơi à. Mấy hôm nay thì cỏ này có nhiều rồi, thành ra là không phải đi lấy cỏ mấy nhỉ? Vâng. Thời gian mùa đông các bác, sau thời gian mùa đông một chút thì cỏ những cái cỏ voi này thì nó mọc cũng khá là chậm, thành ra là rất là khan hiếm. Trên này có vẻ như là có nhà nào mà mở nhạc to đấy nhở? Vâng. Đây thì một tí lấy thay dây tay để thái à? Vâng, một tí lấy dầu. Thanh, hai anh em kia làm xong chưa? Không thì bảo là ra đây lấy cỏ để đi xuống dưới này. Vâng. Anh với Hải cắt đấy. Anh ơi, này, mấy bỏ tay thẳng to. Đang bỏ ra nhùng hôm nay. Hai thanh niên lấy cỏ đi nhá. Để một tí nữa anh hộ là cùng thái cỏ cho. Ai à. Thế bây giờ là mấy tháng nữa là hết hè đấy nhỉ, đến hè rồi nhỉ? Vâng. Là nhanh đấy, lại đến lớp 9 rồi. Hôm nay thì có vẻ như là cỏ là nó gần chuồng trâu đấy các bác, thành ra là nó thỉnh thoảng là ông đem cỏ lên, đem cái phân lên trên này để mà bón ấy. Rất là tốt. Cỏ này cũng phải để như kiểu để đạm ấy nhờ. Để như kiểu là lấy đạm, để như kiểu là mình lấy đạm để vào lúa đấy, chứ không phải là để như đạm. Hôm nay Hải đi làm được cái gì hôm nay á? Hôm nay sáng nay em đi chăn trâu ạ. À, cái ban ngày là đi chăn trâu à? Vâng. Tối về là cắt cỏ như này à? Vâng.
phải. Ôi. Cắt một lúc thì là nó hết rồi nhỉ. Cái này thì là để mai đủ ăn là một ngày luôn à? Vâng. Đây thì cháu đừng nhìn thấy là vẫn còn là những cái cây đậu bắp là hoa nó màu tím tím này các bác. Đây cầm cái liềm đi. Vâng. Thật nha, để tận đâu ấy? Rất kia thật. Đừng có giẫm phải những cái cây rau su su này, không là nó hỏng ấy. Một tí thái đây luôn à? Vâng. Ờ. Cái đậu bắp này thì không biết là ở dưới xuôi các bác gọi như nào ấy cô bác này. Cái này thì hiện tại nếu mà bây giờ đem đi xào thì ăn rất là ngọt và rất là ngon. Cảm giác như là ở cái phía ngoài của nó ấy là có một chút như kiểu dầu ấy. Cái ông thì có vẻ như là tuần không gặp ấy cô bác. Tóc là màu trắng hết. Ôi, dê còn thu kháo lái đâu dê nổ. Một người lo nghĩ nhiều các bác. Năm nay thì ông cũng đã được là gần 70 tuổi rồi. À gần 80 tuổi rồi các bác. Hiện tại thì có vẻ như là gió lùa rất to này. Chỉ sợ rằng là gió lùa to có là cái cây này mà đổ là lên trên mái pro kia là sập luôn cái nhà bên kia đấy các bác. Hết chưa? Chưa rồi. Chưa? Vâng. Đấy, có thêm cả con nhà chú ra nữa nhỉ. Con nhà chú thì ra là hai người là phụ giúp ông. Lấy lại em Hải với em Sử nữa. Hết chưa? Sơn ơi, cẩn thận nha. Ừ. À, Sơn còn một tí nữa là hết rồi. Thế bây giờ thì cái này thái như nào đây? Lấy cái này đặt đây thái ạ. Đặt đây thái à? Vâng. Ai dỉ dao đấy? Ông ạ. Đây này, cất dao đi, không là tí nó vào chân đấy. Vâng. Cuộc sống hàng ngày của mấy ông cháu thì chỉ có lặp đi lặp lại là lấy cỏ này, đi lấy củi nữa. Là qua ngày rồi các bác. Cũng không có làm mà thêm những cái công việc gì cả. Mấy nữa cái mùa mà đến bí này lớn này cô bác này, chỉ còn hái thêm cả bí này để mà đi bán nữa. Có lấy lấy cái tấm kia giải đúng không? Vâng. Tấm kia giải đúng không? À lấy cái đây ở đây à? Đây. Lấy cái này giải đúng không? Xong rồi bây giờ để như nào đây? Thế là thái cỏ là bây giờ thái đây nhiều hơn à? Vâng. Thế ở trên kia thì sao không thái ở trên kia? Khi lấy cỏ gần đây thì thái luôn đây. Lấy cỏ gần đây là thái luôn đây. Vâng. Thế là vừa rồi là nếu mà anh không ra thì là con chú là lấy cỏ cùng à? Vâng. Là thái nó cùng luôn cả Hải à? Vâng. Cái con dao thái cỏ này thì gắn bó với lại ba ông cháu từ rất là lâu rồi cô bác ạ. Bằng hơn cả tuổi Sử mà các bác. Để như nào đây? Để cái... À để đây à? Thế này à? Thế này à? Đúng rồi. Thế bây giờ Hải lấy cái gì để ngồi đây? Này sao nó dốc thế?
dốc thế không thái được đâu, vừa rồi không để xuống cái thái đi. Chị này một tí. À, thái trên này hay là để lên trên này ấy? Không phải không? Để lên trên này chứ. Này. Anh Hải nhấc ra. Nhấc một tí. Đấy rồi, bây giờ đặt cái lên trên này đi. À, anh đặt lên trên này đúng không? Vâng. Hải đang tìm cái gì á? Em đi tìm cái tấm này. Tìm tấm à? Tấm này để thế này à? Vâng. À. Cái rau của nhà, à, cái cây ngô của nhà ba ông cháu được cô bác này. Ngô này thì là cái ngô ngô ta chứ không phải là ngô lai. Nhìn là cây nó rất là tốt này. Ba ông cháu chăm sóc mà thì cũng không phải là chăm sóc vừa đâu. Đấy, mọi lần thì là xuống đây để mà thái đấy các bác. Đấy, nhưng mà ở đây thì hiện tại là bây giờ có củi nhiều quá, thành ra là cũng không có thái ở đây mà được nữa. Đây, vừa rồi thì Hải đi lấy thêm cái cây này để mà để mà thái cỏ. Đấy, hôm qua là gió thổi gió thổi mạnh à? Tan đỡ. Thấy nha con. Hả? Nhau nè chỗ. Hô nè. Ông thì phải ra hướng dẫn thì mới biết là thái được. Mới biết làm được. Hô nọng. Ôi. À. Cái này là này liệu tinh là gì? Ờ, nó tinh là. À. Một tô á? À. Là không để cái tấm này à? Chập chả gì, chờ mấy nổ. Nhưng mà hắn thế là bây giờ Hải cho cỏ vào nhá, anh hộ thái Hải, Hải thái một chút. Cho cỏ vào chưa? Chưa phát phương nè. Hả? Thả con phu nè. Bất lấy một cây đá để vào. À, lấy cây đá để trên này à? Để dưới này. À. Lớp lát sổ con đi. Sổ con. Ừ. Để đâu? Để chứ. Đây đá này, đá dưới đây không phải à? Đá. Chí sổ nè. À, để thái như này đúng không? Hải thì những công việc mà để mà thái cỏ này thì rất là quen thuộc với lại Hải rồi nhỉ. Không có xa lạ gì với em nữa. Mở ra là cái sổ trắng trong theo. Này không lấy tấm kia giải đi tí nó mới dễ chứ. Không cần lấy. Không cần lấy đâu à? Vâng.
nó để mà cho cỏ vào như này này cô bác này, thì cháu Lực cũng chưa có từng làm cái công việc này. Thế mà để mà thái cỏ xuống ấy thì là cháu Lực làm nhiều rồi. Ở nhà thì cũng có nuôi trâu ấy, trước bố Lực cũng nuôi trâu với lại nuôi bò, nuôi bò. Bây giờ thì trâu bò thì không được dán, thành ra là không có nuôi nhiều. Hôm qua là ở trên này là gió báo là to lắm à Hải? Vâng. Ở trên ngủ trên nhà mới thì có nghe thấy tiếng gió không? Có ạ. Vẫn nghe thấy tiếng gió à? Vâng. Ngủ thế chắc là to lắm rồi nhỉ? Vâng. Đấy, hiện tại bây giờ thì đang có gió thổi rất là nhiều cô bác. Đấy, cô bác có thể nhìn thấy là những cái cành cây quả hồng kia cô bác này. Nhìn đến gió mà thổi cây là kinh luôn, sắp như kiểu đổ, sắp đổ cây luôn đấy. Ông là đi lấy cái sọt về để mà cho trâu để ăn luôn. Anh Sử đi chơi thì vẫn chưa về à? Chưa về đâu ạ. Hôm nay là cái ngày lễ của bác ạ. Chắc là Sử cũng đi ra bên điểm trường kia là đánh bóng. Sử thì hay đi đánh bóng. Ui giời. Cái này là một tí thái là phải cho trâu ăn hết à? Dạ. Hay là để ngày mai một nửa? Ngày mai một nửa. À. Thế Hải được nghỉ mấy ngày lấy như này thì ở nhà là sẽ đi làm cái gì? Đi chăn trâu thì. Đi chăn trâu lấy cỏ đây à? Đi lấy cỏ cho trâu ăn thôi. À. Còn những cái công việc khác thì là ông với lại anh Sử. Thì thế là lo cô bác ạ. Em Hải thì chỉ có đi chăn trâu với lại đi lấy cỏ là nhiều thôi. Đêm về chiều tối thì lại học bài nữa. Dê vào đây các bị chín lâu mấy? Bị chín lâu lại vân mới nổ. À, thế là ông là cũng vừa mới đi ăn cưới về cô bác. Hôm nay Sử thì có đi ăn cưới không? Có ạ. À, thế chắc là Sử là đi ăn cưới là chưa về mà. À. À. Không biết là ở dưới xuôi các bác như thế nào, nhưng mà ở trên quê cháu Lực thì trẻ con ấy tầm độ 8-9 tuổi là biết là phụ giúp bố mẹ rất là nhiều việc rồi. Đấy, như tầm tuổi em Hải là tuổi là 10-12 tuổi rồi cô bác. Đấy, phụ giúp được cho ông là rất là nhiều việc, không chỉ là phụ giúp cho ông đâu mà em còn đi ra ngoài là kiếm thêm những cái đồ để mà đem đi bán nữa. Vì các em có cái hoàn cảnh như vậy thì thành ra là các em lúc nào cũng luôn luôn có cho mình một cái cuộc sống mà tự lập mà rất là sớm. Mấy bạn con là chú thì đi về rồi à? Dạ, chưa đi rồi. Dạ, chưa đi về rồi à? Vâng. Đây thì là mình cho nó ăn bao nhiêu thì mình thái bao nhiêu, hay là cứ thái một lúc cho nó hết luôn? Cứ thái một lúc thì cho hết luôn. À. Em lấy tay cho xuống một tí. Cho thái xuống à? Vâng. Những cái
công cụ mà máy thái thái cỏ này của bác này thì cũng rất là nguy hiểm, không cẩn thận một cái là có thể là xảy đến là tai nạn luôn. Thế nếu mà vừa rồi mà anh mà không xuống thì là Hải với ông với lại thêm là hai người con của chú là lấy cỏ thái cỏ à? Vâng. Những cái mùa mưa mùa bão này thì làm cái gì thì làm xong sớm sớm một chút nhá. Để mà lên trên nhà mới cũng kia là sớm sớm hơn. Chứ không là gió bão đến là chạy không kịp đấy. Ở trên nhà các em thì có những cái cây rất rất là nhiều, sợ rằng nó đổ với chúng người ấy. Nếu mà không đi ăn chăn trâu thì phải là lấy cỏ là nhiều hơn đấy nhỉ? Vâng. Chăn trâu thì là lấy cỏ ít hơn thôi. Dỡ liệu. Vẫn này mình chỉ lâu bé ảo vẫn nè. Ồ. Có vẻ như là hôm nay là bên kia có đám cưới của bác, thành ra là ông với lại cả chú của các em thì cũng đều là đi hết. Nhưng hôm nay Hải có đi không? Sáng nay em đi một buổi thôi ạ. À, sáng nay là cũng đi ăn cưới à? Vâng. À. Trong bản làng với nhau ấy thì hầu như là trẻ con cũng có mặt là đều đầy đủ hết cả. Bó này bó to quá sao ấy. Đây, được, cho vào đi. Đấy. Cái cuống của nó cứng quá. Bây giờ cho nó ăn hết chỗ này nó chưa bây giờ á? Vâng. Thái một tí đã. Thái một tí nữa cho nó đủ à? Vâng. Nhà trên kia thì gió thổi to thế thì liệu là tôn nó có bị bay không? Không biết rồi. Nó có bị lật không? Nhà trên này? Nhà trên là không đâu. Không bị đâu đúng không? Cái này là bây giờ để đây luôn à? Vâng.
Lấy cái sọt kia xúc cho nó. Bây giờ là xúc hết luôn hay là một tí nữa để dành nữa? Xúc một tí thôi ạ. Xúc một tí thôi à? Vâng. Đây là một tí nữa, lúc nào mà cho nó ăn hết thì lại xuống xúc cho nó à? Vâng. Ở trên vùng cao bà con đó các bác, nông dân đấy thì là gia đình nào mà có nhiều trâu nhất thì là gia đình đấy là khá giả hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì là có một số nhà thì đi lấy trâu về để mà nuôi nuôi để lấy sức này, lấy phân chuồng nó mọi cái, hay là lấy thêm cả cái con nó nữa. Đấy, nhưng mà nếu mà lấy con thì phải nuôi một thời gian là khá là lâu. Ờ, làm ơn ạ. Vẫn đây các vị trí lâu gạo như thế nào? À, bông gì à, mặc những cái bộ váy mà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông rất là đẹp cô bác. Cho đầy cái đấy luôn à? Dạ dạ. Chắc phải lấy tấm bạc. À, Mông này, thằng Mông này. Lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Chị bảy đâu bông hả? Có cua đi phiêu ồ kia. Ơi ai khóc ấy? Cái tình quá hả? Sao mày khóc đi bảy? Sao mày khóc ấy hả? Lộn lộn. Chẳng khóc hả bảy? Khóc hả này hay đấy bảy hả? Nín 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 nín. Nhìn đi, khóc 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 không hay đâu, nhìn đi. Nhìn đi, nhìn đi. Ai đánh đấy hả? Ai đánh? Ai đánh đấy? Ai đánh đấy? Ai? Bảo là mẹ xuống đây không đón. À, là mẹ xuống đây là không đợi à? Thế nên là khóc à? Mẹ đẹp lắm nhỉ. Mỗi người là có một bộ. Tí lòng này có không? Hả? Không có. Không có à? Hãy đừng có khóc nữa, đừng khóc nữa, là hay không? Thương tổ á? Chị mũ. Mật ông. Mật ông á? Vâng. Ông lấy ở đâu ấy? Dưới chuồng kia. Chuồng. Bạn lấy chút béo á đấy chứ? Bạn lấy chút béo á? Lấy được rồi. Ở đây á? À. Đâu ấy? Là thầy thơ. Được hai chai. Được hai chai á? À. À, thế là ông lại đi lấy được mật ong này các bác này. À. Trong trái này chứ. Ừ. Chỗ này thì chắc là chưa có đủ là ôi mật ong này có vẻ là lâu năm đấy nhỉ. Vâng. Thế là ông lấy lúc nào ấy Hải? Lấy lâu rồi. Lấy lâu rồi á? Vâng. À, được à, tuần chưa? Chắc là sang được rồi. Sao sang được một tuần à? Vâng. Đấy, mỗi khi mà ông có mật ong ấy cô bác thì cháu lực cháu lực dặn cho ông là để lại để mà đem đi. Nè, bữa nay là ăn cắm nó vừa tụ chia ban đầu. Giả cho ông là 160.000 nhá. Cái đấy là tôm ao tôm mà hơi dệt thêm không? Tam bạc nọ. Đấy, cho ông ứng tạm trước cho ông cho ông 160 đó. Xin cho ít của Phật sở. Vẫn đây là bố má cầm bù cầm chiên lại. À. Đây Hải cầm đi. Đây màu mật ong rất là đẹp này cô bác này. Cái này thì là ông đi lấy về đấy cô bác. Đi lấy trên rừng về. Cái này thì nếu mà để mà rót ra cái chai 1 lít kia thì chắc là cũng được là độ là hơn 1 lít thôi. Tại vì cái này là không được 1 lít cô bác ạ. Ôi là đây đi ra bên ngoài thì có vẻ như là cái màu mật nó màu đen hơn cô bác ạ. Chắc là cái tổ này là ông đi khai thác là lâu năm hơn. Đấy vì nếu mà có các bác, cô chú, anh chị ở trên kênh ủng hộ cho ông thì là gọi điện thoại qua cái số điện thoại của cháu Lực cô bác nhé. Đấy.
Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Vừa rồi thì đưa cho ông là một ít trước, cho được đem đi bán rồi thì tiếp tục là sẽ lại gửi cho ông sau. Đấy, hôm nay thì lên nhà ghi hình lại cái cuộc sống hàng ngày của ba ông cháu ở nhà. Cũng cảm ơn các bác đã theo dõi video và cảm ơn các bác trong thời gian qua đã luôn luôn yêu quý tới em Hải cũng như là ông với lại em Sử. Thế còn bây giờ thì cháu Đức cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.